Lê Bống dùng sức mạnh nội tại nhưng chỉ dừng chân tại top 10 Hoa hậu, có những thay đổi tích cực về cách squat và thần thái, bật khóc về việc làm của mình. Nàng có hay biết rằng đây cha mẹ đang bên chúng ta, cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Dù không được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu thể thao, nhưng hành trình dài cùng những dấu ấn sự thay đổi của Lê Bống đã khiến nhiều netizen chú ý. Xuyên suốt thời gian dự thi Hoa hậu, nữ TikToker gốc Hà Thành cũng trở thành nhân vật chính trong các cuộc bình luận. Nhưng sau thời gian tham gia, cô đã bắt đầu học và cải thiện nhiều hơn về kỹ năng cách squat. Dần dần, người đều có sự thay đổi về gu ăn mặc thêm nữ tính, tham gia lớp học trình diễn nghề cách squat ổn định hơn. Tuy nhiên, những bước cách squat của cô vẫn bị nhận xét chưa chắc chắn và uyển chuyển. Trên các diễn đàn sách đẹp, netizen cũng bày tỏ quan điểm về thành tích của hot TikToker này là thường ô về từ các quote cho đến màn hô tên, lại thêm xuyên suốt cuộc thi tên cô này bị dính nhiều đến những điều tiếng không hay. Tôi Lê Xuân Anh, tôi đến từ thủ đô Hà Nội. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng Lê Bống đã cải thiện nhiều và tiết chế bản thân nhiều hơn rồi nên không nên quá khắt khe. Ngoài ra, ai cũng thấy thần thái chụp ảnh của cô nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều, không còn nhí nhố mang vẻ của idol giới trẻ mà đã biết chọn được biểu cảm phù hợp với sự việc và trang phục hơn. Khi vào vòng chung kết và được gọi về trên sân bay gây nhiều tranh cãi, Lê Bống cũng bật khóc cho biết: "Có lẽ đây là lần đầu tiên em dám chia sẻ về vấn đề này. Em thực sự muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả và những người yêu thương em vì em đã có những hành động không tốt, cũng như là khi tìm hiểu cái trên đó em đã không nghĩ kỹ. Qua đây thì em cũng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả các vị khán giả, những người mà đã yêu thương em vì cái hành động đó đã vô tình tạo thành một cái trend không tốt." Nữ TikToker cho biết mỗi ngày cô đều tâm nguyện phải lan tỏa những thông điệp và hành động tích cực, song suy nghĩ và hành động lại diễn ra theo cách trái ngược nhau bởi sự vô tư của bản thân. Đây cũng là điều khiến Lê Bống hối hận. Tuy nhiên, điều này cũng nhận phải không ít ý kiến trái chiều từ mọi người. Ngoài ra, vóc dáng từng được đánh giá là kém thon của Lê Bống cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Khi đi sự kiện, hot TikToker đã có thể tự tin ghi điểm bởi những lần xuất hiện xinh đẹp, khoe dáng nhờ những thiết kế cắt khoét giống Hoa hậu Hòa bình quốc tế Thụy Tiên. Trước khi dừng chân, hot TikToker Lê Bống đã có hành trình không ngừng chứng minh bản thân. Trước thềm chung kết, Lê Bống đã có những chia sẻ trước truyền thông: "Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tham gia một cuộc thi về Hoa hậu, nhưng đây là Miss Fitness Việt Nam, Hoa hậu thể thao Việt Nam. Tôi nghĩ mình phù hợp với tiêu chí của cuộc thi." Khi được hỏi về cảm xúc ở hậu trường sau khi chỉ dừng chân ở top 10, Lê Bống cũng không ngại cho biết mình đã học được rất nhiều điều từ cuộc thi. "Tôi đã trưởng thành hơn rất là nhiều và tôi hy vọng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa và làm nhiều điều có ích cho xã hội." Ngoài ra, sau kết quả khả quan của Lê Bống cũng có nhiều người thắc mắc liệu có nhan sắc nào bước ra từ top top lấn sang vào lộ trình nhan sắc hay không. Nói về vấn đề này, viên VB cho biết rằng vì mình không có được chiều cao, chứ chiều cao như cô em thân thiết Việt Phương Thoa thì chắc cũng đã đăng ký thi rồi. "Nếu mà Viên có chiều cao là Viên sẵn sàng đi thi liền. Viên rất là thích thử thách bản thân của mình đó, tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia." Nhưng nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng trấn an cô nàng rằng đừng lo lắng bởi vì thực chất Lê Bống cũng không thuộc diện quá cao và rất hay bị bóp mẻ về điều này trên các diễn đàn mạng xã hội. Mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh Lê Bống, nhưng nhìn lại hành trình cũng như sự cố gắng, cũng có thể thấy được rằng cô nàng đã có những thay đổi tích cực. Còn bạn có thấy sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.